Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm trên tay hôm nay em đang cầm để gửi tới mọi người đó chính là phao báo xăng của DU Matiz 2 đời 2009, hay nó dùng chung với Chevrolet Spark. Sản phẩm được sản xuất bởi GM Hàn Quốc, GM Korea Company, công ty phụ tùng lớn tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm là 968-65768. Quy cách đóng gói của sản phẩm là mỗi một sản phẩm được đóng trong một hộp giấy như thế này, với kích thước là 22, 10 và 6. Em sẽ mời mọi người sẽ cùng xem bên trong. Sản phẩm được đựng trong một túi ni lông. Cái phao báo xăng này nó có nhiệm vụ là nó báo xăng hiển thị lên táp lô để anh em chúng ta có thể biết được là xăng hết, xăng còn hay là xăng có lỗi gì hay không, nó sẽ hiển thị check lên. Đây là cái rắc điện để chúng ta cắm vào ở trên cái cụm bơm xăng đấy. Đây là cái phao của nó. Đây. Đấy. Phía đây là rắc điện chúng ta cắm ra ngoài này. Đấy. Quan trọng nhất là cái mạch đẻ đấy. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người đó chính là cái cụm phao báo xăng của Chevrolet Spark hay là DU Matiz đời 2009. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.